Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình trả lời một thắc mắc của bạn Hoàng Kim Vlog. Bạn ấy hỏi rằng 9 16 phần 100. Thì ở đây các bạn ấy không hỏi gì hết, thì mình sẽ nói là cách chuyển cái này qua phân số thập phân hay là số thập phân. Được chưa? Mình chuyển hết luôn. Thì thứ nhất nè, các bạn phải xác định đây là số gì ạ? Đây gọi là hỗn số. Hỗn số. Ok chưa ạ? Cái số 9 này người ta gọi là phần nguyên. Phần nguyên. 16 phần 100 này người ta gọi là phân số. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển cái hỗn số này qua phân số trước, qua phân số. Thì ví dụ mình viết lại nè, 9 16 phần 100, thì các bạn làm nhân nè, các bạn lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử. Rồi, 9 nhân cho 100 ra 900, cộng cho 16 là 916, viết trên tử. Sau đó các bạn viết lại mẫu. Được chưa ạ? Là đây là phân số. Ok chưa ạ? Mình nhắc lại nha, lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử ra được tử. Viết lại mẫu. Ok chưa ạ? Rồi, thứ hai mình sẽ chuyển cái hỗn số về phân số thập phân. Phân số thập phân là phân số mà ở đó có mẫu. Mẫu nè các bạn, là 10 nè, 100 nè, 1000 nè, vân vân và vân vân. Ví dụ, mình lấy ví dụ như 1 phần 5. Thì thứ nhất các bạn chuyển nó về phân số trước, lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử. 1 x 5 bằng 5, cộng 1 bằng 6. Viết lại mẫu 6 phần 5. Rồi, và các bạn quan sát mẫu nè, là 5 thì gần 10. Hay các bạn phải biết là 5 nhân mấy bằng 10 ạ? Nhân 2. Thì nhân 2 ở trên tử và nhân 2 ở dưới mẫu. Vậy ra 12 phần 10. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp theo các bạn chuyển cái hỗn số về số thập phân. Số thập phân nha các bạn, số thập phân. Ví dụ cái bài của bạn ấy cho luôn 9 16 phần 10. Thì cách thứ nhất các bạn chuyển nó về phân số thì mình đã có giải ở trên rồi, đó là 916 phần 1 100. Thì đây là phân số thập phân, thì các bạn muốn chuyển về số thập phân thì các bạn viết lại tử nè. Và nhưng ở dưới mẫu của mình là mấy số không ạ? 2 số không, thì các bạn điểm 1 2, từ phải sang trái 2 số phải. Được chưa ạ? Cách 2 là các bạn làm trực tiếp 916 phần 1 100. Đây, phân số thập phân đây bằng 9 nè, viết lại nè, cộng 16 phần 116 nè, đếm mấy số không à? 2 số, 1, 2, 0, và các bạn cộng lại 9,16. Ok chưa ạ? Rồi, mình cho bài tập, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lại nha các bạn. Rồi, 3 1/8, 5 1/25. Rồi, các bạn hãy chuyển những cái hỗn số này qua phân số thập phân và số thập phân giúp lại nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.